Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, trong cái ngày mà lễ giỗ tổ thì các nghệ sĩ chuẩn bị cho mình quần áo xum xê để đi đến dự ngày giỗ tổ cho nó nghiêm trang, nó trang trọng một chút xíu. Anh ấy đều được mời và phải nói thật sự rằng cứ mỗi năm tới cái ngày giỗ tổ này thì nghệ sĩ họ nôn nao lắm. Thứ nhất là gặp mặt với nhau, anh chị em đồng nghiệp hàn huyên tâm sự và nói lên cái nỗi lòng của người nghệ sĩ, rồi đốt nhang cho tổ và cúng bái tổ và cầu mong cho tổ nghiệp hãy phù hộ cho mình để cho con đường sự nghiệp một ngày một thăng tiến hơn, không các bạn ha. Ở đâu đó thì nghệ sĩ lớn Hồng Nhung, nghệ sĩ lớn Tiểu Linh, nghệ sĩ lớn ai nữa ta, Kim Thoa hả, rồi nghệ sĩ trẻ Tiểu Linh Vũ và Hồng Phượng hả, không biết có được ai mời tới cái sân khấu nào không ta, hay là họ phải tự tổ chức trong một cái lễ giỗ tổ mà phải dời đi dời lại cái chỗ này chỗ kia, rồi dời ngày nữa. Bây giờ là họ tổ chức trong một cái quán bar không các bạn ha. Đó, bao nhiêu những cái gì mà họ đã gây ra, bây giờ nghiệp quật rồi, ca hát nghiệp diễn thì không ai mời, không có bầu show nào mà ngó ngàng tới nữa, rồi hát thì phải hát ở trong những cái quán bar, những cái chỗ nào có giấy phép này kia nọ. Những cái việc làm sai trái với đạo lý thì họ sẽ bị đồng nghiệp tẩy chay, và họ xã hội này không phải là xã hội này muốn đẩy họ vào con đường cùng, mà chính họ đã chọn con đường này đi và họ đã đối đầu với xã hội, họ công kích Hồng Loan, cô công chúa của ông hoàng sân khấu cải lương là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Họ muốn dìm cô này tới tận đáy vực thẳm, muốn đẩy cô ta vào vòng lao lý, nhưng mà cuối cùng thì họ sao? Họ được cái gì? Họ chẳng được cái gì mà họ mất rất là nhiều. Sau khi họ ôm một mớ tiền quyên góp và tiền phúng điếu, họ không sao kê. Tiền phúng điếu sao kê ra để Hồng Loan còn trả nợ trần gian để đền ơn nghĩa của khán giả. Nhưng mà họ không chịu sao kê, họ nhất định họ nói họ không chịu sao kê. Một con người mà mở miệng ra nói rằng họ không sao kê thì chúng ta biết rằng là họ đã có ăn chặn tiền phúng điếu rồi. Tôi thấy Hồng Loan được Nguyên Vũ dẫn đi. Tôi thấy Nguyên Vũ dẫn Hồng Loan và Ni đi dỗ tổ. Hình như là ở đây giống như là sân khấu của Trương Hùng Minh không các bạn ha? Thấy giống như diễn biết phải không? Thấy là đúng là một người anh của Hồng Loan các bạn ha. Hồng Loan tuy rằng là không phải là người trong showbiz, không phải là một ca sĩ, không phải là một danh hài hay gì cả. Cô hoàn toàn không ở trong showbiz. Nhưng mà đi tới đâu được nhiều người, người ta thương yêu hết. Tất cả không phải là chỉ những người mà khán giả yêu mến đâu, mà luôn cả những người bạn đồng nghiệp của cha mình và những nghệ sĩ đàn em của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng rất là thương Hồng Loan. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng Hồng Loan không cần nói, Hồng Loan không cần phải dùng truyền thông để đá động lòng thương của tất cả những người nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ họ nhìn ra được, họ nhìn ra được người nào đúng và người nào sai. Tôi nhìn những cái hình ảnh mà nghệ sĩ Dược Hương lại ôm vai Hồng Loan rồi nói cái gì đó, Hồng Loan chợt rơi nước mắt. Có lẽ là những lời nói rất là cảm động, phải chân tình lắm Hồng Loan mới rung động như vậy. Các bạn còn nhớ rằng khi mà nghệ sĩ Vũ Linh vừa qua đời thì mấy tấm thảm đỏ này kia nọ, các bạn hàng rào kia nọ là do Việt Hương này ủng hộ đó các bạn. Việt Hương ủng hộ hết mình tất cả những gia đình nghệ sĩ mà không may có người thân qua đời thì cô ấy làm trong cái khả năng của cô ta và làm những cái gì mà có thể cô ta làm được. Tôi thấy chụp hình chung với lại Việt Hương, Hồng Loan, Ni, rồi có lẽ là Việt Hương cũng rất là mến Diệu Ni Hợp Pháp nè, đứng gần là dặn dò
diệu ni như thế nào, cái cử chỉ và cái miệng nói giống như là cảm ơn ni đã ở cạnh bên Hồng Loan trong những tháng ngày qua, đã giúp đỡ cho Hồng Loan, giúp đỡ cho em út này kia nọ, hình như là như vậy, chắc chắn là như vậy luôn nè. Đó, các bạn thấy không, Hồng Phượng dùng truyền thông rồi dẫn dắt dư luận làm những cái điều rất có lỗi với lại Hồng Loan và có lỗi với cậu của mình. Trong khi đó Hồng Loan không cần gì hết, không cần nói, không cần bào chữa và không cần chứng minh bất cứ cái điều gì. Nhưng mà người hiểu câu chuyện này, những người mà trong giới nghệ sĩ và khán giả, người ta đều biết hết trơn á. Cho nên người ta đã ủng hộ hết mình cho Hồng Loan. Hình như đây là sân khấu của Trương Hùng Minh đó, sân khấu của danh hài Minh Nhí đó các bạn ơi. Trong đây thì tôi thấy bài coi đang dẫn Hồng Loan đi tới để chào hỏi những người nghệ sĩ khác. Đây có Cát Phượng, thì vừa thấy Hồng Loan là Cát Phượng lại nắm tay liền rồi hỏi thăm sức khỏe, và hình như Hồng Loan giới thiệu Ni cho Cát Phượng. Có lẽ thì Cát Phượng không biết Ni là ai, nhưng mà Ni thì dĩ nhiên là biết danh hài Cát Phượng rồi. Rồi có cô MC cái gì mình quên nè, Cát Tường. Cát Tường đi tới và chụp hình với nhau, họ đều vui vẻ và đều giống như là rất là welcome Hồng Loan vậy các bạn. Một người rất là hiền lành, chất phác, thật thà qua cái cách ứng xử với đời và cách sống, thì chúng ta cũng đã biết rằng là Hồng Loan đã bị gia đình Hồng Nhung và Hồng Phượng chèn ép mấy chục năm qua như thế nào. Cô đúng là cái tên là thích nữ cam chịu mà. Bây giờ thì sau ba mươi mấy năm Hồng Loan tặng cha mình cho khán giả, thì bây giờ ba đã để lại tất cả khán giả và tặng cho Hồng Loan. Thật ra Hồng Phượng khi mà cố nghệ sĩ còn sống, cô ta đã hưởng cái quyền đặc ân rất nhiều các bạn. Cô ấy đã dựa vào cái tên của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà làm mưa làm gió. Bởi vì cô ta rất là ngang nhiên và rất là ngạo mạn khi nói một câu rằng khi mà cậu tôi còn sống, mấy người này không dám đụng tới cổ đâu. Và mấy người này chỉ đứng tới cái mép cửa của cổ nhà của cô ở mà thôi. Trong cái lời nói thôi thì chúng ta cũng thấy rằng cái sự ngạo mạn, cái sự trịch thượng của cô Hồng Phượng này như thế nào. Cô dựa vào cái tên tuổi của cố nghệ sĩ làm cái bệ phóng và cô không sợ ai hết. Lấy cái tên của cậu mình ra để hù dọa thiên hạ và xem tất cả những người đồng nghiệp không ra gì hết. Nhất là người chị họ Hồng Loan này. Thì cô ta dĩ nhiên cô ta không thèm để ý cái cô Hồng Loan này như thế nào, cái cảm xúc của người ta đó. Cách nói chuyện, và chúng ta cũng thấy có những cái lúc mà hình ảnh mà Hồng Phượng nhìn Hồng Loan ánh mắt giống như là khinh khỉnh như các bạn. Nhìn nửa ánh mắt giống như là khi người vậy. Rất mừng cho Hồng Loan được ca sĩ Nguyên Vũ dẫn đi đây đi đó, giới thiệu tất cả mọi người trong showbiz. Bây giờ Cát Phượng đứng ôm Hồng Loan. Đó, thấy không? Tôi thấy một người mà người ta hiền lành, chất phác, hiền như cỡ như Hồng Loan thì phải nói thật sự là rất là hiếm. Một con của ông hoàng cải lương sân khấu mà không có chảnh chẹ nè ha, và sống rất là cái bằng là nó điềm đạm, một cô gái thùy mị. Bữa nay thì Hồng Loan tôi thấy uống tóc loạn loạn ha, rồi make up lên. Wow, giống như là người mẫu trong showbiz, mặc dù là đã có 5 đứa con rồi nghe thấy các bạn, nhưng mà rất là dễ thương. Hèn chi nhiều người kêu Hồng Loan bằng bé Loan, ngay cả ca sĩ Nguyên Vũ cũng kêu Hồng Loan bằng bé Loan. Cái từ bé Loan là xuất phát từ cái lòng thương yêu chân thật của tất cả mọi người khi mà đến gần với lại Hồng Loan. Trong thời gian qua thì chúng ta cũng thấy rồi, chứ không cần phải chứng minh cái gì, điều gì nữa. Hồng Loan lên trên mộ của cha mình, vô là sấn tay, vô là lau chùi mộ từng góc cạnh, từng cái ly hương, từng này kia nọ. Còn cô Hồng Phượng lên đó làm gì? Đeo máy kiến rồi đứng
nhìn người ta làm này làm kia nọ, cái kiểu mà bố đời các bạn, giống như ta đây tỏ vẻ lắm, giống như ta đây là một ca sĩ tên tuổi lắm nhá, mặc dầu cổ chưa thuộc loại là ca sĩ hạng C nữa, nhưng tỏ ra ngạo mạn với cái thái độ giống như ta là một ngôi sao vậy, tất cả mọi người phải nhìn và phải kính nể ta vậy đó. Càng xem những cái video này, những cái thước phim này là càng mừng cho Hồng Loan. Cái gương mặt của Hồng Loan các bạn khi make up lên các bạn giống như là Vũ Linh lắm nha, giống rất là giống. Các bạn nhớ những cái chụp hình mà các bạn đưa lên đứng mà chống nạnh thu âm các bạn ha, rồi tướng đi và gương mặt lúc mà cố nghệ sĩ mà còn trẻ với lại Hồng Loan giống như đúc vậy. Cô Sáu Hồng Nhung biết chứ, biết rõ là đứa cháu này là con ruột ấy, nhưng mà tại vì cái tánh của cô Sáu là sân si ganh tị Hồng Loan từ hồi nhỏ rồi. Khi mà chưa có Hồng Loan thì được nuông chiều, được anh mình nuông chiều và muốn gì được đó như là công chúa vậy. Nhưng mà khi có Hồng Loan về, rồi bà nội lại thương Hồng Loan nè, rồi anh trai của mình cũng dành tình cảm cho Hồng Loan rất nhiều nè, cho nên giống như là một cô công chúa bị phế vào lãnh cung gì đó các bạn. Mặc dù Hồng Loan chỉ là một đứa bé mỏng mới ẩm về thôi, nhưng mà cô Sáu đã không bằng lòng này. Đừng có nói chi là Hồng Loan, những người mà đến gần cố nghệ sĩ thì bà Sáu Bào này cũng đã tỏ ra là thái khó chịu rồi, tỏ ra cái thái độ kêu bằng là không muốn anh mình có một cuộc tình duyên với bất cứ người nào hết. Phải chi mà Hồng Loan hồi còn nhỏ đó các bạn mà theo đuổi nghề ca hát này thì tôi tin rằng Hồng Loan sẽ vượt trội Hồng Phượng gấp đôi luôn, với là cái tiếng hát, cái giọng khang khang đặc biệt, không giống ai hết. Riêng về cho cái chất giọng của mình thôi thì nó đạt hiệu quả rất là cao nếu cô ấy được trao dồi kinh nghiệm ha, rồi được học thanh nhạc ha, hoặc là vào trường quốc gia âm nhạc ha, thì phải nói thật sự là một ngôi sao biết đâu của các bạn ha. Có lẽ vì cái thời gian đó mà cùng đi học chung với lại Hồng Phượng về nhạc ha, thì bỏ ngang nửa chừng, cho nên cố nghệ sĩ tưởng rằng là Hồng Loan không thích, nhưng mà thật ra là Hồng Loan rất thích theo đuổi cái con đường nghệ thuật này. Bà Sáp Bào lúc nào cũng nói là Hồng Loan ca không hay, không có khiếu này kia nọ, làm cho cô ấy hồi lúc đó cũng muốn bỏ luôn. Lúc còn nhỏ mà nghe người lớn nói tưởng là những gì người lớn nói thì là sự thật. Hồng Loan thì đã bị bà Sáp Bào này đánh tráo khái niệm từ hồi nhỏ rồi, nó mày ca không hay đâu, học cũng vậy à. Ngay cả người chú của mình cũng vậy nữa. Khi mà cha của mình, một người phải lao động cực lực ngày đêm để kiếm tiền để nuôi cho gia đình, bên nội nuôi dòng họ, trả nợ cho chú và cô, đáng lẽ chú và cô có bổn phận là đưa Hồng Loan đi học thôi chứ đâu có cái gì đâu, và kèm cho cháu mình học giỏi, chỉ có chỗ đó thôi mà cũng làm không được nữa. Vậy mà còn dám lên trên mạng này tố Hồng Loan là học dốt, học lớp 6 học 2 năm, rồi đếm ngược lại chắc học lớp 2. Không biết ông này ông tính như thế nào nữa. Học không được thì lớp 6 và ở lại lớp 6 thì làm sao mà xuống lớp 2. Bỏ tay với lại Sáu Bào bài báo này. Các bạn có nghĩ rằng từ đây về sau thì Hồng Loan sẽ dấn thân vào showbiz không? Cũng có thể lắm nha các bạn ha, biết đâu không? Giọng Hồng Loan hay mà. Nếu mà được đào tạo có bài bản hơn nữa, anh hai Vũ Linh có một cái sân khấu riêng nữa. Cho nên tôi tin rằng nếu mà đào tạo chặt chẽ, bài bản, rõ ràng ha, thì con đường nghệ thuật đi vào cái sân khấu thì nó cũng rất là gần đối với lại Hồng Loan mà thôi. Hôm nay để chúng ta coi lại coi cái
cái MV của Hồng Loan là được bao nhiêu người view đấy bạn ha? Tôi mới đi làm về tới nhà chưa kịp gì hết thì đã lên đây rồi. Bữa nay được là 3 triệu mấy rồi, 3 triệu mốt rồi. Thấp thịnh hành thứ mấy đây? Ok. Thấp thịnh hành vẫn là một ấy, vẫn là hai các bạn ha. Một ca sĩ không chuyên mà được lên top tình hành thứ hai thì kinh khủng thiệt á, chưa bao giờ có xảy ra chuyện này không các bạn ha, phá kỷ lục luôn. Còn MV ca nhạc của Hồng Phượng thì trong đây người ta đề là lên top thịnh hành mà theo cách ngược lại, theo cách mà không ai ngờ, nó cực hài. Một người được đào tạo, được bài bản mà ca còn thua Hồng Loan nữa. Chẳng những mà được nhiều nghệ sĩ đón tiếp thương yêu mà cả những khán giả cũng đòi chụp hình với Hồng Loan nữa các bạn, rất là vui luôn á. Đúng là ngoài có anh hai Vũ Lân thì bây giờ có anh Nguyên Vũ lúc nào cũng bảo vệ cho đứa em gái này, và cái bằng là giới thiệu đứa em gái này tới showbiz một ngày một gần hơn nữa. Thì clip trước thì các bạn cũng biết rằng là Nguyên Vũ có dắt Hồng Loan tới đằng sau sân khấu để gặp mặt chị Thanh Hằng, gặp mặt những người nghệ sĩ khác nữa. Trước đó thì không ai biết Hồng Loan là ai, nhưng mà lần đầu họ gặp Hồng Loan là họ nhận ra liền. Tôi thấy cử chỉ và họ chỉ vừa gặp Hồng Loan họ chỉ giống như là Hồng Loan nè, con của anh Vũ Linh nè, đó cái miệng cái phát âm của họ đó các bạn, thì mình nghĩ đón y chang như vậy luôn. Hình như là Nguyên Vũ với lại Hồng Loan có một người security, một người coi đi theo bảo vệ hay sao anh chàng này to lớn mà luôn luôn cũng đi theo, không biết là cái người này là của Nguyên Vũ hay là của Ni đây. Chứ Hồng Loan dĩ nhiên là không có mướn người bảo vệ rồi. Hồng Loan rất là có phước, đức cha để lại con gái nhà đức cha các bạn ha. Có hai anh chị nuôi là Vũ Lưng và Bình Tinh, và có hai người giúp về luật pháp và kinh tế, đó là Ni và Lê Phương. Có người cha thứ hai giúp cho Hồng Loan trong cái thời gian gần đây nhất, đó là Master Quốc Thanh. Có hai người nghệ sĩ luôn luôn lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, đó là Nguyên Vũ và Lê Tính, và hai người chú cũng là hai người em đồng nghiệp của cố nghệ sĩ là Linh Tâm và Ngân Tuấn. Sao đi hai người không vậy ta? Và tôi nghĩ rằng chắc cũng 20 triệu người dân của Việt Nam thương yêu Hồng Loan. Gần đây thì bạn Lê Tính cũng bị bên kia họ viết bài và họ tấn công dữ dội lắm các bạn ha, chửi rủa cũng thật là nhiều.
Tại vì Lê Tính có những cái bài viết ủng hộ cho Hồng Loan mà nói lên những cái sai trái của Hồng Phượng cũng như là Soạn Giả Văn Tiên ở bên đây. Đã có Soạn Giả Văn Tiên thì lên livestream và chửi người này chửi người nọ, nói Vũ Luân và Bình Tinh mất dạy, rồi nói Lê Tính chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nói rằng Lê Tính không được quyền xen vào nhà người ta, biết cái gì mà xen vào. Nhưng mà họ thì được quyền xen. Bố đời không? Họ làm cái gì cũng được hết, nhưng mà những người ủng hộ cho Hồng Loan thì không được làm. Hoặc là họ được có quyền xen vào chuyện gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng mà người khác thì không được xen vào. Họ là cha thiên hạ, mẹ của thiên nhiên mà, cho nên cái gì họ làm họ cũng cho là đúng hết, mặc dầu 100% là điều sai. Hồng Loan được Nguyên Vũ dẫn đi dỗ tổ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rất mừng cho Hồng Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những cái gì mà mình cập nhật được trên YouTube khi thấy Hồng Loan đi dỗ tổ với lại Ni và cùng với lại Nguyên Vũ. Đây là hình như là cái dỗ tổ đầu tiên mà vắng mặt cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó các bạn. Chứ lúc nào cũng có Vũ Linh đi dỗ tổ hết trơn á, ở chỗ này chỗ kia. Đây là lần đầu tiên vắng mặt luôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Mới đi làm về cũng chẳng có cái gì, những cái tin tức gì mới.